Vì anh kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, chuyên mục này được phát vào lúc 16h50 phút thứ Bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng trên kênh TTV11 và phát lại trên kênh YouTube, website của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình An toàn giao thông rất vui vì được đồng hành cùng quý khán giả trong buổi chiều thứ Bảy cuối tuần ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả, hạn cuối để xe của tổ chức cá nhân đang kinh doanh vận tải biển số trắng phải đổi sang biển số vàng là ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, qua rà soát toàn tỉnh còn hơn 1.500 xe kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số vàng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, xe kinh doanh vận tải không đổi sang biển số vàng sẽ bị phạt đến 8 triệu đồng. Theo yêu cầu tại thông tư số 58 năm 2020 của Bộ Công an, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, các phương tiện hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đổi từ biển số trắng sang biển số vàng. Chưa đầy 2 tháng nữa đến thời hạn cấp đổi biển số vàng đối với xe kinh doanh vận tải. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh cho biết, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến ngày 26 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh có trên 6.000 xe hoạt động kinh doanh vận tải. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh đã tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện đổi màu biển số xe kinh doanh vận tải trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ở nhà gia đình có kinh doanh bên vật liệu xây dựng, rồi theo quy định nhà nước là đổi biển kiểm soát màu vàng. Nhà nước ra quy định thì mình thực hiện theo đúng cái ngày quy định thôi, thì 31 tháng 12 năm 2021. Rồi thủ tục cấp đổi lại sang biển vàng thì cũng đơn giản chứ không có gì mau lẹ thôi. Ta đổi rồi giờ chỉ có đang mang biển số theo mình lấy biển số vàng vậy thôi. Khoảng trong vòng một tháng là mình đã có biển vàng rồi. Với tại do tình hình dịch bệnh thì mình cũng phải thông cảm chứ. Theo quy định tại thông tư số 58 năm 2020 của Bộ Công an, tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục đổi biển số xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen theo trình tự như sau. Bước 1. Người có yêu cầu cấp đổi biển số xe nộp hồ sơ theo quy định. Cá nhân là chủ sở hữu của phương tiện hoặc đại diện của tổ chức có phương tiện thực hiện thủ tục nộp hồ sơ và xuất trình giấy tờ theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký xe. Bước 2. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp đổi biển số. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp đổi cho người yêu cầu nếu hồ sơ hợp lệ. Bước 3. Trả kết quả. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 15 năm 2014 của Bộ Công an, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp đổi biển số ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. Lệ phí đổi biển số xe màu vàng theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 2029 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức phí cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số đối với ô tô là 150.000 đồng, đối với xe rơ móc, sơ mi rơ móc đăng ký rời là 100.000 đồng. Cần mang theo gì khi đến đăng ký cấp đổi biển? Giấy khai đăng ký xe theo mẫu, giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu của chủ xe. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể xuất trình hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Đối với người được ủy quyền đến giải quyết các thủ tục đăng ký xe, ngoài giấy tờ của chủ xe ở trên, còn phải xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của mình. Hai biển số cũ. Lưu ý, cấp đổi biển không cần phải mang trực tiếp xe đến và không phải cà số khung số máy. Thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã tạo điều kiện cho chủ phương tiện được tiếp cận thông tin về đổi biển số vàng trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách nhanh nhất. Thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh này, Báo Tây Ninh, Đài Truyền thanh và các trang fanpage và Zalo của phòng phong trào tuyên truyền đến người dân và chủ phương tiện có xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải nắm và để thực hiện cái việc đổi biển số vàng theo quy định tại thông tư số 58 của Bộ Công an. Cái tạo điều kiện thứ hai là Phòng Cảnh sát Giao thông cũng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh nắm về cái số lượng xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải của các cái doanh nghiệp, các cái công ty, các hợp tác xã và hộ kinh doanh cá nhân trên địa bàn tỉnh để gửi cái thông báo để yêu cầu người chủ phương tiện đến Phòng Giao thông để đổi biển số vàng. Thì cái việc ưu tiên tiếp theo nữa là phòng cũng hướng dẫn cái thủ tục đổi biển số
luôn ưu tiên cho chủ phương tiện là không ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh vận tải của chủ xe. Tức là mình nếu mà doanh nghiệp công ty có khi số lượng xe nhiều thì mình sẽ hướng dẫn là lập một cái danh sách tất cả các số lượng xe của công ty doanh nghiệp và yêu cầu là cử nhân viên đến phòng giao thông, thì phòng giao thông sẽ tiếp nhận và đổi biển số vàng cho chủ doanh nghiệp và công ty. Còn đối với cá nhân thì sẽ đến phòng giao thông làm một cái tờ khai và cà số dán vô để đổi biển số vàng. Một cái việc ưu tiên nữa là phòng giao thông cũng phối hợp với bưu điện để chuyển phát nhanh cái biển số vàng đó đến tận tay người chủ xe nếu như chủ xe cơ quan doanh nghiệp có nhu cầu. Chị Lê Ngọc Thúy, thành phố Tây Ninh đến đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phòng cảnh sát giao thông công an Tây Ninh làm thủ tục đổi sang biển số vàng. Theo chị Thúy, mấy tháng qua vì dịch không ra đường nên chị không đi đổi biển số vàng cho chiếc xe chạy dịch vụ của gia đình. Hiện nay Tây Ninh đã hết giãn cách nghiêm ngặt nên chị sắp xếp đến làm thủ tục đổi biển vàng, chuẩn bị cho mùa chạy xe dịch vụ cuối năm sắp đến. Có thông báo lâu rồi em, xong rồi cái bị dịch bệnh á, thành ra là chị đổi một xe rồi giờ đổi tiếp một xe nữa. Thì nói chung là quy trình ra đây làm thì rất nhanh, rất hài lòng em. Là làm thủ tục bước nào chị? Thì bước đầu mình cà biển số, xong rồi cà số khung số máy, xong rồi là mình làm tờ khai, xong rồi đưa qua mấy anh kiểm tra lại việc rồi cho mình đóng tiền đổi biển số. Thì trong vấn đề kinh doanh thì xe chị đi kinh doanh, thành ra là mình chỉ cần đem giấy tờ ra đổi, khi nào có biển số bên công an nhắn tin thì mình ra tới mình đem biển số ra đổi, không cần phải mang xe ra, nó không có bị gián đoạn trong công việc kinh doanh của mình. Kính thưa quý khán giả, thời đó đối với xe đang hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định tại thông tư 58 của Bộ Công an ngày 16 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày thông tư này có hiệu lực thực hiện đổi sang biển số màu vàng chữ và số màu đen đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, qua theo dõi số lượng xe đang hoạt động kinh doanh vận tải đến làm thủ tục đổi biển số màu vàng còn hạn chế, mà thời hạn đổi biển số vàng chỉ còn chưa tới 2 tháng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện nay có trên 4.500 xe đã cấp đổi sang tên biển số màu vàng, đạt tỷ lệ 75%. Còn khoảng 1.500 xe chưa đổi biển số vàng, chiếm tỷ lệ 25%. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2020, xe hoạt động kinh doanh vận tải không thực hiện đổi biển số màu vàng sẽ bị phạt theo quy định pháp luật. Các trường hợp xe hoạt động kinh doanh vận tải chưa thực hiện việc chuyển đổi biển số vàng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm D khoản 7 điều 30 nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ. Thì mức tiền phạt là từ 2 triệu đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, còn từ 4 triệu đến 8 triệu đồng đối với tổ chức không thực hiện đúng quy định về biển số. Thưa quý vị, từ đây đến hết ngày 31 tháng 12, người dân doanh nghiệp vận tải thực hiện cấp đổi biển số màu vàng nhằm đảm bảo quyền lợi chính chủ xe, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh khi tham gia giao thông. Đặc biệt, nếu chậm trễ đổi biển số trắng sang vàng, chủ xe kinh doanh sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật. Tây Ninh 9 tháng năm 2021 đã có 21 người chết vì tai nạn giao thông, trong đó có những vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Nhiều gia đình cũng từ đó mất đi người thân, mất đi người lao động chính, trụ cột trong gia đình. Nhiều người trở nên tàn phế, kéo theo đó là những đau thương, mất mát, những khó khăn về kinh tế cho gia đình và người thân của họ. Những mất mát nêu trên là điều cảnh tỉnh cho những người tham gia giao thông. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, các cấp các ngành địa phương trong tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Nhân cái ngày thế giới tưởng niệm những nạn nhân mất vì tai nạn giao thông thì phòng cảnh sát giao thông cũng được xin được gửi lời chia sẻ, gửi những lời động viên đến những cái gia đình mà có người thân không may mất trong các vụ tai nạn giao thông, và cũng xin được gửi lời khuyên đến tất cả quý vị khán giả cũng như những người tham gia giao thông là chúng ta hãy luôn lái xe bằng cả trái tim, bởi vì phía trước tay lái là mạng sống. Chúng ta hãy cố gắng hơn nữa nêu cao cái đạo đức của người lái xe, cái văn hóa khi tham gia giao thông, chấp hành tốt hơn nữa các cái quy định về pháp luật giao thông để làm sao chúng ta
làm xong công việc của mình, chúng ta quay trở về nhà an toàn bên gia đình. Và đó cũng là cách để chúng ta giảm bớt đi những cái thiệt hại, giảm bớt đi những cái hậu quả, những cái tác hại mà tai nạn giao thông gây ra cho gia đình và cho xã hội. Bên cạnh đó, từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn, cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với người thân của họ. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng. Kính thưa quý khán giả, trong mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra có lỗi và trách nhiệm của từng cá nhân. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ, tự giác nhường nhịn, giúp nhau khi tham gia giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em về ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người dân Việt Nam vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của con cháu mình. Hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông trên đất nước ta ngày càng văn minh, an toàn hơn. Và thời lượng của chương trình An toàn Giao thông tuần này đến đây cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 16:50 trên kênh TTV11 vào chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.